Thưa quý vị, trong trạng thái thích ứng linh hoạt, các hoạt động sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang được khôi phục và đẩy mạnh, khai thác thủy hải sản xa bờ cũng không ngoại lệ. Thời điểm cuối năm cũng là lúc bà con ngư dân tất bật chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi bám biển lâu ngày, kỳ vọng vào những mẻ lưới bội thu. Còn khoảng 2 tuần nữa là vào vụ đánh bắt chính của cuối năm nay. Cũng như bao ngư dân khác, anh Nguyễn Phương Bình, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, đang tất bật chuẩn bị cho chuyến biển quan trọng này. Những ngày qua, anh cùng với các thuyền viên túc trực nhiều ngày liền trên tàu để có thể kiểm tra, sửa sang trang thiết bị, bổ sung hậu cần vật tư cho những ngày bám biển sắp tới. Theo anh Bình, chuyến biển cuối năm không chỉ là vụ được kỳ vọng nhất trong năm nhằm bù lại nguồn thu bị mất do ảnh hưởng từ Covid-19, mà còn là hành trình sinh lộc biển của bà con ngư dân. Vừa rồi thì dịch với Đà Nẵng mình thì đợt hai này thì kéo dài là 3 tháng. Hiện tại trời là 3 tháng. Mà hết dịch thì lại gió mùa Đông Bắc, hiện tại trời là gió mùa Đông Bắc và bão lụt. Thì ngư dân thì chẳng làm được gì, chủ yếu ngồi ở nhà thôi. Bắt đầu trời cách đây cũng cỡ 5-7 ngày nữa là bắt đầu đoàn tàu đi, là túi này xuất bến đông. Và ngày mai rồi đi được 5-7 ngày nữa, còn chương trình mở biển năm 2022 á, thì chúng tôi đã có kế hoạch hết rồi. Thì hồi sáng thì anh em cũng lên làm lưới, làm dây, làm đồ đó rồi chuẩn bị vươn khơi năm 2022. Những đợt dịch Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ngư dân. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, trong giai đoạn thành phố thực hiện các biện pháp mạnh nhằm chặn đứng nguồn lây, hầu hết các chủ tàu cá Đà Nẵng đều bị thiệt hại tới 80% sản lượng đánh bắt theo thời vụ. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, khi các biện pháp dần được nới lỏng, các sở ngành đoàn thể, các đơn vị đã tạo nhiều điều kiện hỗ trợ bà con ngư dân đẩy mạnh vươn khơi bám biển, khôi phục sản xuất. Các cấp hội cũng đã tăng cường vận động với ngư dân thành lập các cái tổ đánh bắt ở trên biển để tăng cường cái hỗ trợ nhau ở khai thác hải sản, và cũng vận động những cái hộ có điều kiện sẽ đánh bắt những tàu có công suất lớn cũng như là tàu thuyền vỏ thép để đủ cái sức chịu đựng và cũng tiết kiệm bớt cái chi phí cho người ngư dân, tăng cường cái sản lượng thủy sản trên địa bàn. Nếu mà có bên hội nông dân thành phố mà có đưa ra những chỉ thị như thế mà giúp cho ngư dân chúng tôi, như chúng tôi á, thì chúng tôi rất hân hoinh để chúng tôi sắm được những cái ngư lưới cụ và đồng thời sắm được những con tàu to hơn nữa để vươn khơi hơn nữa. Chứ ngư trường trừ ở trong bờ đây thì cạn kiệt hết rồi, chỉ là vươn khơi. Thì trước mắt là yêu cầu hội giúp đỡ cho ngư dân càng nhiều càng tốt. Ngoài những khoản hỗ trợ thường xuyên, các địa phương hiện đang nỗ lực triển khai các chính sách hỗ trợ nâng cấp tàu cá, hỗ trợ khai thác trên các vùng biển xa, nâng cao năng lực khai thác hải sản, hiệu quả sản xuất, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến ngư, hỗ trợ phát triển thủy sản theo hướng khuyến khích ngư dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ khai thác. Cùng với đó là phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đoàn kết sản xuất trên biển, nhất là các tổ đánh bắt hải sản xa bờ. Với những định hướng giải pháp của thành phố cùng sự nỗ lực của bà con ngư dân, kỳ vọng rằng ngư trường Đà Nẵng cuối năm nay sẽ rộn ràng và nhộn nhịp hơn hẳn.